Hello, xin chào cả bạn quay trở lại kênh mình nhá. Hôm nay tiếp tục lên quả siêu phẩm đại trà bao nhiêu cm à? 2 4 được chưa được 80 cm anh em nhé. Cộng 6 đơn D20 anh em. Đấy, tiểu trà nhá. Đâm thử chưa? Thế bây giờ để bay anh em nhá. Đấy, nào bay luôn nhỉ? Tiểu trà 6 đơn ỉ 6 đơn to đấy. Nào. Ai ai cầm dây nhỉ? Bình ra quay video cho anh để anh đâm cho. Quay nhớ cầm máy ấy nha bạn, để bay. Quay chưa? Đấy, tiểu trà anh em nhé. 80cm cũng sao đơn đi 15-20 nhỉ. Đấy, nhìn muốn lên. Nhìn nó muốn quay anh em ạ. Bây giờ đi quay thử luôn nhé. Đấy, và có khả năng nếu mình hướng dẫn anh em làm những con diều bé bé con này cắp quang lên nhỉ. Đây, trên cái vỏ to lắm, mình thử xem. Như thế nào? Đây, em đứng ở sau đây. Đứng ở sau anh đi. Quay chưa? Đây, đây em nhá. Quay! Chà! Có gì cắm nhỉ? Bây giờ sẽ lẹp cho tình vũ anh em nhé. Chắc là nhẹ đầu với nào. Gió to này thì không nên là có lỗi anh em. Quá lẹp đi vào lòng đất luôn. Nào chuẩn bị lên lại nhá. Nào. Không lên được rồi anh em ơi. Chắc phải hẹn anh em trong clip tiếp theo rồi để chủ nhân lên sửa. Tình hình như này ngang bụng mà không lên được rồi anh em ơi.